Jim Erling, Andre Fagan, Diego Silva, bộ ba hủy diệt của câu lạc bộ Hải Phòng. Với việc chân sút Joseph Mpande gặp vấn đề trong việc trở lại Việt Nam và sẽ vắng mặt ít nhất cho tới hết giai đoạn lượt đi, nhiều khả năng Jim Erling, Andre Fagan và Diego Silva sẽ là bộ ba ngoại binh của câu lạc bộ Hải Phòng trong mùa giải tới. Chắc chắn màn trình diễn của Hải Phòng trên mặt trận tấn công sẽ vô cùng đáng xem với sự góp mặt của ba cái tên này. Jim Erling và Andre Fagan là những cầu thủ về Hải Phòng sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Than Quảng Ninh. Jim Erling là tiền đạo có lối chơi đa dạng và khả năng săn bàn tương đối toàn diện. Mùa giải năm ngoái, Linh ghi 8 bàn sau 14 trận và trở thành chân sút số 1 tại đội bóng đất mỏ. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này khiến cho câu lạc bộ Hà Nội dành cho anh sự quan tâm đặc biệt trước thềm V-League 2021. Tuy nhiên, Hải Phòng đã từ chối yêu cầu chuyển nhượng này và quyết tâm giữ Jim Erling ở lại với sân Lạch Tray. Bên cạnh đó, khả năng hòa nhập rất nhanh với môi trường mới và thích ứng với các hệ thống chiến thuật khác nhau cũng là một lợi thế của chân sút người Jamaica. Ba mùa giải gần nhất, tiền đạo này đã chơi cho ba câu lạc bộ khác nhau và đều phát huy tốt năng lực của mình. Chắc chắn màn ăn mừng mang thương hiệu của Jim Erling là điều mà người hâm mộ Hải Phòng rất muốn chứng kiến thường xuyên trong năm tới. Andre Diego Fagan có thể coi là huyền thoại sống của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. V-League 2021 là mùa giải thứ 8 mà anh gắn bó cùng với đội bóng đất cảng. Ngoại binh người Jamaica đã cùng với đội bóng Hải Phòng trải qua rất nhiều thăng trầm trong gần một thập kỷ. Chính Fagan là người đã ghi bàn thắng quyết định mang về chức cúp quốc gia năm 2014 và là nhân tố chủ chốt trong đội hình của Hải Phòng, giành được ngôi vị Á quân tại V-League 2016. Và có lẽ, sau nhà vua Leandro, sân Lạch Tray mới được chứng kiến một ngoại binh được cổ động viên yêu mến đến như thế. Năm ngoái, Fagan dù chơi không quá ấn tượng nhưng vẫn để lại dấu ấn của mình với 5 bàn thắng tại Quảng Ninh. Mặt khác, 4 đường chuyền thành bàn là minh chứng cho kỹ năng tạt bóng và kiến tạo của sát thủ người Jamaica. Đó cũng là một vũ khí mới được anh khai thác sau quãng thời gian làm việc cùng huấn luyện viên Phan Thành Hùng, 34 tuổi và đã bắt đầu cho thấy sự đi xuống về mặt thể lực. Thế nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của Fagan rất cần thiết cho Hải Phòng trước một mùa giải đầy thách thức. Nhiều khả năng Fagan cũng sẽ là người đeo tấm băng đội trưởng của câu lạc bộ Hải Phòng trong mùa giải tới. Cái tên cuối cùng hoàn tất bộ ba tấn công của đội bóng đất cảng là Diego Silva. Cần nói rằng sân Lạch Tray là một miền đất hứa với các ngoại binh người Brazil. Leandro, Thiago, De Jesus, Anthony Carlos, Gilberto và nhiều cầu thủ khác từ quốc gia này đã từng gắn bó và có được thành công tại câu lạc bộ Hải Phòng. Khi mới đặt chân tới đây, Diego Silva từng được gọi là ngoại binh đẹp trai nhất giải. Tiền đạo này nhận được không ít sự chú ý bởi vẻ ngoài cuốn hút và bản CV tương đối ấn tượng của mình. Tuy nhiên, Diego không phải mẫu ngoại binh điển hình ở V-League. Cầu thủ người Brazil có lối chơi kỹ thuật, thông minh và không giỏi những tình huống tranh chấp tay đôi, đòi hỏi sức mạnh. Điều ấy từng khiến cho Diego gặp phải vấn đề trong việc thích nghi với V-League và phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích khi anh tịt ngòi suốt 12 vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, số 10 của Hải Phòng đã tỏa sáng đúng thời điểm mà người ta cần anh nhất. Cú hat-trick vào lưới Sông Lam Nghệ An và hai bàn thắng cực kỳ quan trọng của anh trong giai đoạn lượt về đã giúp cho Hải Phòng lách qua khe cửa hẹp để ở lại với V-League mùa giải này. Sự kết hợp của bộ ba kể trên là vô cùng đáng chờ đợi. Hải Phòng cũng là trường hợp hiếm hoi tại V-League sử dụng cả ba suất ngoại binh trên hàng tiền đạo. Kinh nghiệm của Fagan, tốc độ của Linh và sự khéo léo của Diego sẽ là mối đe dọa thực sự cho mọi hàng phòng ngự tại Việt Nam. Hai mùa giải gần đây, câu lạc bộ Hải Phòng đã phải liên tục vật lộn với cuộc chiến trụ hạng tại giải vô địch quốc gia Việt Nam. Năm nay, đội bóng đã được lãnh đạo thành phố chỉ đạo cải tổ toàn diện và giao nhiệm vụ lọt vào top 5 tại V-League 2021. Để có thể đạt được mục tiêu đó, chắc chắn đội bóng này sẽ phải trông cậy rất nhiều vào bộ ba tấn công của mình.